Xin chào tất cả các bạn đã tiếp tục quay trở lại với kênh Hải Đảo của tôi. Hôm nay như thường lệ vẫn là một video về chủ đề biển đảo ghe thuyền cho các bạn xem. Như vậy là lúc này thời tiết đã đổi gió nam rồi các bạn. Một chu kỳ thời tiết mùa bắc chuyển qua mùa nam đã bắt đầu. Lúc này tại vùng biển Đảo Phú Quý thì biển mặt nước khá là đục, những chiếc xuồng đò đang có ra vào rất là vất vả luôn. Khi mà trời trở gió nam thì biển mặt nước là nơi khu vực cảng biển Đảo Phú Quý thì biển khá là đục, nên những chiếc xuồng đò ra vào những chiếc ghe cào và ghe lưới rất là vất vả luôn. Đó là một quy luật thời tiết của đảo Phú Quý. Lúc này đây thì một chiếc ghe mạnh chụp, ghe này là của đảo Phú Quý các bạn, đang có tăng tốc tiến về bên cảng đảo Phú Quý này. Thời tiết hôm nay là gió cấp 5 các bạn. Với gió cấp 5 thì biển mặt nước khá là đục. Chiếc ghe đang có rất là vất vả để mà tiến về bến cảng này. Vâng, lúc này thì cũng có một chiếc ghe mạnh chụp nữa. Chiếc này là ghe mạnh chụp vỏ thép của Quảng Bình. Ghi này là ghi của Quảng Bình các bạn. Thì lúc này tại đảo Phú Quý chỉ có một chiếc ghi của Quảng Bình, ghi mạnh chụp vỏ thép rất là to luôn. Chiếc này chiều dài cũng khoảng 26m các bạn, khá là to. Chiều rộng có thể đạt đến gần 6m rưỡi. Ghi của Quảng Bình tại đảo Phú Quý. Thì như mình đã nói thì lên đảo Phú Quý thời tiết là hai mùa rất là gió rét luôn. Đó là mùa gió bắc và mùa gió nam. Như những hình ảnh các bạn đang xem là mùa gió nam các bạn. Chiếc ghe này thì đang có chạy ở biển mặt nước tại khu vực cảng biển đảo Phú Quý, nên mới có những đợt sóng khá là cao. Chiếc ghe Quảng Bình, ghe mạnh chụp vỏ thép Quảng Bình thì đang có tiến về cảng khu neo đậu tránh trú bão. Thì cảng neo đậu tránh trú bão thì nằm ở bên kinh lớn của Hoàng Tranh. Mình sẽ chạy qua kinh lớn của Hoàng Tranh thì mình mới vào được cái cảng biển tránh trú bão. Chiếc ghe Quảng Bình thì có số hiệu là QB92970 các bạn. Xin lỗi là 92979. Số rất là đẹp luôn. Khi mà càng về gần khu vực bến cảng thì sóng khá là cao các bạn. Do tại khu vực này thì là nơi giao các kinh, nên sóng nó khá cao. Khoảng tầm 5 phút nữa thì chiếc ghe mạnh chụp của đảo Phú Quý sẽ cập cảng. Lúc này những ngư dân đã ở trước mũi ghe này để chuẩn bị cho việc cập cảng. Sóng khá là cao các bạn. Một hình ảnh rất là đẹp và rất là thực tế luôn, được quay tại đảo Phú Quý. Nếu các bạn thấy yêu thích thì hãy đăng ký để ủng hộ mình. Còn lúc này đây thì một chiếc ghe thu mua cá của đảo Phú Quý cũng đang tăng tốc rất là nhanh. Chiếc này thì đang có chạy vào bên trong cảng Cà Ná để mà bán cá các bạn. Khi mà mình thu mua cá tại đảo Phú Quý đầy ghe xong
thì mình sẽ chở hải sản là các lãi cá để vào cảng Cà Ná để mà bán. Ghi đang có chạy với một vận tốc rất là nhanh luôn. Ghi này là ghi thu mua Phú Mỹ. Ghi thu mua Phú Mỹ của đảo Phú Quý các bạn. Thì trên đảo Phú Quý cũng có khá là nhiều ghi thu mua luôn. Thường thì chạy mất tầm khoảng 8 đến 9 tiếng. Khoảng 8-9 tiếng thì mới vào được lòng cảng Cà Ná các bạn. Đây lúc này thì chiếc ghi mảnh chụp vỏ thép của Quảng Bình này 92979 đã chạy về đến bù số 4. Khi qua khỏi bù số 4 thì sẽ cập cảng neo đậu tránh trú bão của đảo Phú Quý. Đang có chuẩn bị vượt qua kinh lớn nên có những đợt sóng khá là dữ các bạn. Mỗi khi biển động thì khu vực này sóng rất là dữ luôn. Đây là những điểm giao nhau giữa biển mặt trước và biển mặt sau nên sóng khá là mạnh. Chiếc ghe vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước. Khi đến mùa gió Nam thì sẽ có những ghe lưới vây của Bình Định sẽ hoạt động tại đảo Phú Quý khá là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ quay video này tại biển mặt trước để phản ánh được cái gió mùa Nam nó như thế nào. Thì những video tiếp theo mình sẽ đi ra biển Bãi Phủ các bạn. Lúc đó mình sẽ quay trở lại biển mặt sau. Một cảm xúc rất là dâng trào luôn. Để cho các bạn thấy được cái khung cảnh biển Bãi Phủ. Lúc này thì ngoài khơi cách cảng tránh trú bão đảo Phú Quý khoảng 25 mét thì có một cặp ghe thu mua cá các bạn. Đây là ghe thu mua cá của Vũng Tàu. Kiểu dáng rất là đẹp luôn. Hai chiếc này thì kiểu dáng khá là giống với ghe của Cà Mau các bạn. Lúc trước mình có thấy hai chiếc ghe bỏ giỏ của Cà Mau thì kiểu dáng cũng khá là giống. Với lái và mũi khá là thấp các bạn. Vâng, có lẽ mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.